Xin chào mừng toàn thể quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Đức An Giang. Cũng khoảng thời gian khá lâu thì Đức An Giang mới quay trở lại với cái chương trình là cầu vé số may mắn nha các bạn. Đây là những cái phần vé số may mắn, và cũng đặc biệt là ngày hôm nay là ngày 21 tháng 10 năm 2021, cũng vừa cái giãn cách xã hội nó cũng vừa qua đi ha các bạn. Vâng, thưa các bạn, thì cũng một khoảng thời gian nghỉ dịch khá dài thì vé số không được bán các bạn, nhưng mà hôm nay thì mình đã mua được vé số kiến thiết này. Đó. Đây là vé số kiến thiết của tỉnh Trà Vinh các bạn, nhưng mà mình ở tỉnh An Giang. Cũng rất là vui khi mà tỉnh An Giang cũng được cho phép sổ số kiến thiết trở lại ngày 22 tháng 10 các bạn. Thì Trà Vinh nó cũng sổ ngay ngày 22 tháng 10 2021 nè. Thì cũng mình cũng mua ủng hộ cho bà con nghèo hai tờ vé số. Đó. Cái này thì không phải là phần chính hôm nay các bạn, chính hôm nay chính là ô số bí ẩn đây. Đây là những cái số cào các bạn, những cái số cào như này. Thì có tập trước mình đã quay về cái số cào, nhưng mà không phải cái dạng vé số này, một dạng vé số khác. Thì đây cũng là vé số cào cũng giống như lần trước rồi các bạn, nhưng mà nó làm cái hình ảnh nó bắt mắt hơn nè. Đó, những cái ô nốt nhạc rất là đẹp các bạn. Thì ở phía sau nó cũng có những cái giải thưởng rất là hấp dẫn. Thứ nhất là nó sẽ có 10 giải các bạn. Giải thấp nhất là cái giải chính 10.000. Đó, rồi cao nhất là cái giải thứ 10 là cái giải đặc biệt á, là khi mà chúng sẽ có là 300 triệu. Thì cái này nếu mà các bạn nào chưa biết cái cách chơi của vé số đợt trước á thì sẽ coi lại clip trước ha. Bây giờ mình sẽ vô mình cào luôn cho các bạn thấy và sẽ hiểu được cái luật chơi thôi ha. Vâng, thưa các bạn, thì hôm nay chơi trò vé số cào này thì mình đã có trên tay đây khoảng 15 vé các bạn. 15 vé như thế này, thì hôm nay mình cũng có mời thánh cào vé số các bạn, thánh cào vé số được rồi. Cái tập trước là thánh cào vé số cào rất là may mắn các bạn, hầu như chúng giải thưởng cũng khá là nhiều. Thì hôm nay mình cũng mời thánh cào vé số đến đây để mà cào cho các bạn ha. Rồi, đây là cái vé đầu tiên của mình ha các bạn. Vé này là 10.000 nè. Bên đây nó có cái số trúng thưởng này, mình sẽ cào cái số trúng thưởng trước các bạn. Mình cào bên này. Cái số để mà mình dò đó. Đầu tiên là số không đẹp rồi các bạn. Tự nhiên là số 23 quá buồn. Tiếp tục là số 39 các bạn. 39 ở đây nó có 59 nè. 23 39 59 chưa hết, mới vô gặp 23 các bạn. Rồi, số 03. Rồi. Số trúng thưởng. Bây giờ mình sẽ cào cái phần số của bạn nha các bạn. Số của bạn là bên đây. Bên đây mình sẽ cào, ở đây nó có 1 2 3 4 này, một dãy gì là 4 số nè. Mình sẽ cào. Mình cào trong phần nốt nhạc đây nè. Mình cào số này nha các bạn. Số 39. Đúng trúng rồi các bạn ơi. Có số 39 nè. Mới vô vé đầu tiên là thấy có lý đã nha. Cái này chắc gỡ vốn 10.000 các bạn, có lý. Một số đầu tiên. Thấy xui nhưng mà hên ha. 10.000 nữa có giải thưởng dưới rồi các bạn. Mới vô vé đầu mà vậy dạng sự cái đầu nan rồi. Tiếp tục nha, số 2 coi. Số 34. Không trúng rồi. 34 tới 5 triệu rồi. Rồi số 37. 37 tới 300 triệu nè các bạn. Này 39. 39 trúng rồi. Vé này trúng giải là cũng lấy lại vốn rồi. Trúng giải thưởng 10.000 rồi, 40. Này là 25, mình 23. 25 tới 5 triệu nè các bạn. Rồi ở dưới nó có thêm 4 vòng dưới nè các bạn. Thì các bạn cào luôn 4 vòng dưới để ra những cái con số. Và dưới những con số nó có những cái phần thưởng luôn nè. Nó như số 39 là 10.000 thì bên đây 39, có số 39 thì mình lấy 10.000. Vé này coi như mình vốn rồi đó. Trúng nữa thì mình lời. Có đôi khi là một vé trúng tới 2 3 giải luôn các bạn. Một vé trúng tới 2 3 giải luôn cũng chừng đó. Vậy thì mình may mắn. Rồi tiếp tục, số 24 thì chặt lắc rồi đó các bạn. Tiếp tục là số 28. 28. Rồi tiếp tục là số 12. Số 12 cũng không im luôn, trúng luôn rồi. Xuống dưới đây, 38. 38 thì giải 20.000. Số 22 không trúng luôn các bạn. Số 51. Số 42 không trúng luôn. 17, số quá đẹp mà không trúng luôn. 29 có 39. 05 có 03. Bắt đầu số cuối là 49. Ủa 47. Số cuối là 47. Yeah. Thôi dù sao thì giá này cũng lấy vốn 10.000 các bạn. Giá này trúng 39, lấy vốn 10.000 ở bên. Tiếp tục. Tiếp tục giá thứ hai các bạn. Giá thứ hai này mình cào ngược trở lại ha. Giá thứ hai này mình sẽ phần mình cào những cái phần số của mình trước các bạn. Đó. Số 27 nè. Rồi 09 nè, 33 nè, 34 nè. 01 nè. 60 nè, 16 nè. 48, 48 là 300 triệu nha các bạn. Và 34 là 300 triệu nha. Ôi ơi. Vô được giải đó một cái nha, mừng. 38, 44, 54 và 42. Hàng cuối là 58, 51, 19 và 11. Đó. Đây là số của mình. Đó, tiếp tục mình sẽ qua 4 cái hàng giọt này thế nào. Mình số số dưới trước các bạn. Ừ. 02. Mình có 01 rồi các bạn. Chờ. Tiếp tục. Số 0. Số 0. Có thể là 60 300 triệu đấy các bạn, có thể là 60 300 triệu đấy. 300 triệu, 300 triệu. Này thấy không giống số 6 lắm, 20 rồi các bạn. 20. Anh cậu giải số đang cười mình các bạn. Để chút coi coi anh cậu giải số cào được giải thưởng nhiêu nha, mình được 10.000 đấy. 20 chất quốc rồi các bạn. 21. Này có 11. 35. Có 34, 33, 38. Rồi coi như
Giá này móc bọc ni lông rồi các bạn. Giá này móc bọc rồi, qua bên. Tiếp tục, giá thứ ba các bạn. Giá thứ ba mình cũng cái gì để cho lẹ. 23/09/15/22/01/44/49/16. Ồ, giải thưởng đây đã coi. Ủa, đây 300 triệu nằm đâu? Cái này không có cái giải 300 triệu, không có giải 300 triệu nằm ở bên đây luôn các bạn. Nếu mà trúng thì cái tờ này cao nhất là chỉ có 5 triệu à. Cái này cao nhất là 5 triệu đây. Rồi, cầm đây thử coi. Nhiều khi giải nhỏ nhưng mà trúng con chừng. Trên số này. 07 các bạn. 07 có 27 2 triệu. Bắt đầu là 27 ngon quá. 42 có 10.000. Yeah. 42 này vàng, 42 này nè. Lụm 10.000 thấy giá này là quay vốn rồi đó. Số mình hay sao mà hên quá, cầu giá số đang lo các bạn. Ngồi ngoài đang lo sợ giải thua, trúng thua ít hơn mình. 43. 43 mình có 44. 42 53. Ồ. Phải được 53. Thằng cầu giá số đang ăn gà nướng ở ngoài các bạn. Đang nghe nhấp nháp là mình muốn thèm các bạn. 17. Có 27 2 triệu đây. Rồi, như vậy thì cái giá này được 10.000 nữa các bạn. Mình được hai giải 10.000 rồi đó. 20.000 rồi đó. Được hai giá 20.000 ra. Tiếp tục mình cầu gì cho hấp dẫn đây các bạn. Cầu gì giống cái đồng tiền này. 02 nè, 12 nè, 24 nè và 37. Đó. Rồi. Bây giờ mình cao mình chọn từng ô đi. Chọn hàng dưới trước đây các bạn này. 13. Có 12, phải 12 ngon quá. Này 500.000 nè. 04 chặt lắc các bạn, 24 vô ngoài 04 này, 24 27 ước này, 37 thôi ơi, cái này tới 300 triệu tờ nhóm nhóm tài. nhóm nè, này 37 nè, này 27 nè, 300 triệu nè. Anh cầu với số nhóm nhóm tôi các bạn. 60 200.000. 34 24 với 37 buồn ơi là buồn, cũng 300 triệu nữa. 06 lắc luôn. 11 chắc quất luôn. 22 đi bụi. Số 10 lên đường luôn. 40 không có cửa luôn. 39 chắc lắc luôn, có 37 không chị ta. 21 lẽ giá này không được cái gì sao. 58 07 33 số cuối 8 được. 02 cũng đỡ quá rồi, giá này chắc lắc các bạn. Mình 4 giá đó, mình còn 4 giá nữa thì bắt đầu tới thánh cầu số sẽ ra tay cho các bạn nghe theo dõi nha. Tiếp tục nha các bạn. Tiếp tục cầu gì cho lẹ đi. Đây cầu gì may mắn hơn. Đây là phong cách của mình. Đó. 31 06 12 53 55 22 23 32. Đó. 09. Số này số đẹp đẹp không nè. Đó. 51 37 rồi nè. 56. Sao giải nhỏ nhỏ không mà ta 10.000 20 không mà ta. Coi chừng nhỏ nhỏ mà trúng không chừng. Kệ. Nhỏ mà trúng là được. 39 08 10 và 42. Rồi bây giờ mình sẽ cào bên cái phần giò nha. Bắt đầu. 19 chặt lắc. Chặt lắc rồi đó nhóc. Chặt lắc rồi, tiếp tục nè. Số mấy, số 11. Chặt lắc chặt lú luôn các bạn. 45 42 ngon quá, 55 cũng được nữa. 20.000. Ngon số cuối nha các bạn. Cờ ra con mấy nha, con mấy vậy ra, con mấy vậy ra. Không chín. 09 ấy, 09 10.000. Ồ có lý các bạn ơi, 09 10.000. Yeah. 09 nè, 09. 10.000 nha. Rồi giá này được 10.000 nữa, nãy giờ mình trúng 3 giải đó, 30.000. Tiếp tục nào các bạn ơi. Nói chung là mình trúng được 3 giải đó, 30.000. Tiếp tục nha. Tiếp tục. Gì đây các bạn, cho thấy nó rộng rãi. Cầm đây trước các bạn, đổi qua đổi lại rồi coi có dạng mai được về không. 37 51 21 và 45. Chuẩn bị nè, bằng hấp dẫn nè. Cao nè. Thằng cầu giá số đang trong ngóng đó các bạn. Ngoài ngoài ngóng ngoài. Rồi, mình hàng giữa trước đi. Chơi hàng giữa trước. Đó, 26. Chắc lắc 100.000 mà không trúng. 02 không có luôn. 35 không có luôn. 09 không có luôn. Lên đây 27 luôn. 12 luôn không có luôn. 22 luôn. Chắc lắc 19 là xuống nhỏ nhỏ không. Lên đây coi. 3
36, 37 được quá ha. 36 5 triệu nè. Đổi là 37 nè ơi, 5 triệu quá im. Mình trúng 5 triệu cái mình cúng cho ông đẻ cái nải chuối bự luôn các bạn. Nói chung là một buồn chuối luôn các bạn. 52, 51. Cái số nó nhà có vườn chuối mà cúng cho ông đẻ có nải chuối. 48. 48 2 triệu nè. Nói chung mình trúng từ hàng triệu trở lên là được các bạn. 15. Rồi mình sẽ cho ông đẻ nải chuối buồn chuối liền. 08. Lắc luôn các bạn. 05 cũng không trúng luôn. 42 còn con số nữa, chắc cái giá này đi bụi nhiều quá. 29 không trúng các bạn. Rồi, đi bụi. Còn hai giá nữa sẽ tới thanh cầu số. Thanh cầu lẻ lẻ cho thanh cầu này, cái số lên sóng các bạn. Đang nung nóng ngồi ngoài đợi tới tài. Rồi này coi. 50 nè, 57 nè, 47 18 nè. Thanh cầu số có ý kiến gì không thanh cầu? Mình muốn cào dòng nào trước chị chỉ vô để mình cào cho nó may mắn nha thanh cầu. Mình nên cào dòng nào trước nè trong bốn dòng này. Cào dòng tròn nè. Tròn là phải cào. Cờ số 2 trước nè các bạn. Đó 56, 57 hay mình số chỉ hay trước. 59. Ủa, 57, 50. Ủa, làm thanh cào lý nha. 51. Ôi ôi, chắc trúng hả, cái nữa trúng rồi. 29. Rồi, cào số chỉ cào dòng tròn thật lắc các bạn. 45, không trúng luôn. 47. 30, không trúng luôn. 09, không trúng luôn. 60, chặt lắc luôn. 21 luôn. Nghi giá này quá. 41, giá này chắc lên đường nữa quá. 36 luôn. 53. 08. Ồ, 08 1 triệu hay 18 ngon quá ta. 14. 58, 57, 18 gì không. Úi xa ơi, 23 chặt lắc. Lên đường, rồi còn 1 giá nữa sẽ tới thanh cầu số các bạn. Vô, chơi giá cuối nha. Ông đi ơi, may mắn sẽ về ông đi à. Vô. 17, 11, 16, 51, 300 triệu nằm số 51 nha, 300 triệu nằm số 17 luôn nha. 300 triệu nằm ở đâu nữa? 300 triệu nằm số 27 nha. Ủa, giá này 300 triệu nằm nhóc chân các bạn. Ủa, 300 triệu nằm số 01 nha. Thế nào cũng vô 300 triệu. Chắc cú. Rồi, bây giờ tới phần cầu các bạn hấp dẫn nha. Như là này 03. Không có số 03 nữa. 26. 36, 16 nữa, thiệt tình. 36, 500 ngàn, 16 là 1 triệu. Mãi 26. 8, số 8, số 8, số 8, không có số 8. 8 chết. 8 nữa, rồi 28 đi luôn. Đi bụi. Rồi, phần mình cào 8 vé thì trúng được 3 vé các bạn. Đó, trúng được 3 vé, mỗi vé 10 ngàn, được 30 ngàn. Bây giờ tới lượt của thánh cầu giấy số các bạn. Rồi bây giờ tới lượt của thánh cầu giấy số vô nha các bạn. Đó, nói rồi mình thấm biết là trúng nhiều hay không nha. Mình được 3 vé 30 ngàn đó, thánh cầu giấy số đi. Chỉnh máy để cho đàng hoàng cho thánh cầu giấy số đó. Số khó lắm. Rồi, bắt đầu vô đi. Đấy đây. Mình cào trước cũng được nha. 59. 59. Cảm ơn hết đi. Mày ghé đó, cào đi. Cào cho chúng nha. 24. 24, 26, 16. 12. Vậy chứ, cái tay có thể lấy cái cào may mắn lắm các bạn. Sao? Không muốn cào, muốn cào giải thưởng hay là muốn cào sao? Không nói trước được cái gì. Lên trước nè. Ui, thấy chỗ nào? Cái một. Ui, số 1 đuôi thấy không trúng rồi. Ui, mới vô là thấy vé này không trúng rồi các bạn. Nhiều gì? Chết quá xui à. Không có, không có. 1. 19, 16. Chặt lắc luôn. 24, 26, vô 25. 25. Lọt dữ lắm. Tiếp tục nào. Số 1. 14 không trúng. 1 nữa. 13. Chạy hàng 1 hết đi, chạy số 16. 7. Không có cái giấy luôn. 46 ra 25, 27. Thì giờ đó là anh gọi số được quá. Mà chuyện này đó. Chuyện số cũ. 2 5. Chị 300 triệu đi. Mình sẽ chia cho anh gọi số là 300 triệu. Chị 300 triệu cho 300 triệu luôn nè. Chứ sao? Cháu là 10 ngàn. 50. Không được. Rồi hàng 2 nó ra hết trơn luôn. 60. Không muốn. Rồi chết hết luôn. Không may mắn rồi.
bà quá. Không trúng số nào hết. 38, 5, 2, 4, 9, 4, 2. Tấm này tấm thứ ba không trúng là nghỉ chơi rồi. Ba tấm thì trúng cái nào đó? Hai. Rồi hết thắng rồi. Cái thằng. Rồi chết luôn. Nghỉ chơi. Dẹp dục. Rồi thắng cầu cái số quá tệ các bạn. Ba tờ mà không trúng tờ nào rồi buồn rồi nghỉ luôn các bạn. À. Còn lại đây 4 tờ mình sẽ thay thắng cầu cái số cầu luôn các bạn. À. Cầu cái số dâu thánh gì đó. Chết quốc rồi. Ở bây giờ tới lượt mình các bạn ơi. Mình cào lẹ lẹ cho chúng một giải cho nó hấp dẫn nha các bạn. Đợi nãy giờ cũng khá lâu rồi để cào số chúng gì lớn, có gì nào lớn chưa. Giật luôn. 14 nè, 20 nè, 18 nè, 48 nè. Đó. Tới đây nè, cào dọc luôn nè. 02 nè, chắc lắc nè, con này phải 20 ngon quá này, 5 triệu nè. 57, ôi ơi. 28, thôi ơi, 18 với 48. 01, thôi ôi, bắt luôn. Ồ, 01, 300 triệu nè. 39 100.000, 49, 48 chắc lắc. 21, không đúng luôn. 07, không đúng luôn. 05, 12, 31, số mự. Chắc cái vé này lên đường luôn các bạn. 36, 60, 53, 51 rồi. Vé này lên đường. Lên đường, lên đường. Tiếp tục các bạn. Chọn này chứ. Chọn này thấy may mắn hơn. 50, 46, 56, 41, 18, 45, 16, 05, 300 triệu nó nằm ở số 45 này các bạn. Bên đây mà có giá 45 cái là lụm liền. 49, 13, ồ này 300 triệu số 13 đó nè. 300 triệu số 13 và số 45 nha. Nói chung 100.000 cũng im nữa các bạn. Trúng là được. Đừng có không trúng để bỏ luôn vé. Quất cũng. Vô 45. Ồ, số 7. Hay số 7 là thấy cái này không có à. Số 0. Số 0 đuôi cũng không có luôn. Số 1, 21 nè. 21 không có luôn. 37 không có luôn. Có 35, 31. Chết nữa các bạn. Vậy nữa coi. Đợi chứ đây. 09, 28, 01 và 05. 01, 05 rồi dữ quá ha. Không nhiều ha. 41 rồi. Rồi 01 được quá. 5 triệu rồi. 4. Không có 4. 6. 6, 6, 6. Không có 6. 2. Không có 2. 4, 4. Không có 4 luôn. Này qua hấp dẫn hơn các bạn. 7. Không có luôn. 6. Không có luôn. 2. Không có luôn.
ba, ba đuôi, không ba, ba, bốn ba, bốn, không có luôn, sao không có luôn, chín nè, úp, quay trường không chín, quay trường không chín, không chín, chắc bắt được chứ, 51, 39 nè, không chín ngon quá, 11, 01, rồi, 14 vé các bạn, vậy là con vé cuối cùng nè, mọi cái may mắn sẽ gom vào vé cuối cùng này, bắt đầu, triển khai. 3753 0841 vô 15 39 không trúng 46 không trúng 44 không trúng. Để ý mấy số lớn lớn là nó nằm 300 triệu không các bạn. 4 nữa nè. Không đúng đâu, không trúng đâu. 4 nữa nè, chắc bắt 4 đuôi là chắc bắt. Đó, 3 đuôi có lấy nè, 53 nè, có lấy nè. Triệu nữa ta, 1 triệu nữa ta. Giải thưởng là 2 triệu nè. Ủa, cái này 53 một cái thì hốt bạc các bạn. 53 nha. Cái này quan trọng quá. Từ từ, cẩn thận, chuẩn bị. Ô 23, nhiệt tình chứ. Ba nữa, giải gì, giải 1 triệu. 43, trời ơi, 23 chứ. 43 mà ra số sổ là số 53. Buồn cho số phận. Ê, ba nữa. Cái này gì đây, 10.000, cũng được đó. 53 đâu, không trúng luôn. 4, không có 4 đuôi. 37, có thể là 37 ấy. Ui, cái giấy cuối này nó dồn về đây, hấp dẫn quá các bạn. 37 mình cạo giải thưởng trước này. 10.000 47 tầng 16 500.000 1 đây không có 1 đâu. 50 không có luôn. Còn là 2 số cuối các bạn. 2 số cuối cố gắng lên nào. May mắn sẽ dồn vào nó. Số 1 có thể là 41 đây. Có thể là 41 đây. 11 trời ơi. Số 09 các bạn, 5 triệu 08. Rồi như vậy là phần cào vé số 15 vé của mình thì chỉ có trúng được 3 vé các bạn. Trúng được có 3 vé này à, mình mỗi vé là mình trúng 10.000. Vậy thì mình chỉ được có 30.000 thôi các bạn. Rồi phần cào vé số của mình nói chung là chơi cho vui thôi các bạn. Chơi cho vui thôi và cũng chúc mừng những người mà bán vé số. Thì chuẩn bị họ sẽ được bán lại vào ngày mai là ngày 22 tháng 10. Và cơ hội làm triệu phú, tỷ phú cũng như những cái cơ hội làm giàu, những mơ ước của các bạn sẽ được thực hiện tiếp tục ha, sau khi mà giãn cách xã hội đã qua đi. Và qua video này thì chúng tôi xin chúc cho những người bán vé số sắp tới sẽ có sức khỏe cũng như là có nhiều cái động lực sau một khoảng thời gian mình giãn cách thì mình sẽ buông may bán đất trở lại. Rồi, Đức An Giang xin kính chào và hẹn gặp lại.